Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2, trang 34 đến trang 35, sách Chân Trời Sáng Tạo. Chủ đề: Ông Bà Yêu Quý, tuần 7, tuần 8. Bài 1: Cô Chủ Nhà Tí Hon, sách giáo khoa, trang 58. Câu 1: Viết từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong bức tranh. Như vậy câu số 1 này các em sẽ viết những cái từ ngữ chỉ hoạt động của những người ở trong bức tranh ở đây. Thì các em hãy quan sát bức tranh và cho biết mỗi người trong đó đang làm gì. Thì các em thấy ở đây mọi người đang là: ông thì tỉa lá, bé thì xem hoa hoặc là hái hoa, rồi bà thì bề rổ, rồi mẹ thì bắt sâu, rồi bé thì đuổi bướm ngắm hoa, rồi ba thì tỉa lá. Như vậy thì các em sẽ viết những cái từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong bức tranh, đó là những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong bức tranh là tỉa lá, hái hoa, bê rổ, bắt sâu, ngắm hoa, đuổi bướm. Rồi câu số 2 là viết câu hỏi và câu trả lời về hoạt động của một, hai người có trong bức tranh ở bài tập 1. Ví dụ mẫu: bố làm gì? Bố tỉa lá cho cây. Như vậy ở câu số 2 này các em sẽ viết câu hỏi và câu trả lời theo mẫu ở dưới đây về cái hoạt động của một đến hai người có ở trong bức tranh trên. Tức là các em sẽ chọn hai người có những cái hoạt động để mà chúng ta viết câu hỏi và câu trả lời. Thì các em sẽ dựa vào những cái từ ngữ chỉ hoạt động vừa tìm được ở bài tập 1 để đặt câu hỏi và câu trả lời. Thì ở đây bố đang làm gì? Bố làm gì? Đây là câu hỏi, thì câu trả lời là bố tỉa lá cho cây. Mẹ làm gì? Mẹ hái hoa đậu biếc. Bà làm gì? Bà bê rổ cho mẹ hái hoa. Bà ngoái đầu lại nhìn bé trai. Rồi ông làm gì? Ông chăm sóc cây. Bé gái làm gì? Bé gái quan sát ông chăm cây. Bé gái chăm sóc cây với ông. Rồi bé trai làm gì? Bé trai ngắm hoa và bướm bướm. Bé trai chỉ tay về hoa và bướm bướm. Rồi tiếp theo câu 3, tưởng tượng mình là bạn Vân trong bài Cô Chủ Nhà Tí Hon, viết lời cảm ơn ông. Thì các em hãy đóng vai là bạn Vân ở trong bài và viết lời cảm ơn tới ông. Thì các em có thể viết là: ông ơi, cháu cảm ơn ông vì đã giúp cháu tự tin nhiều hơn. Nhờ có sự chỉ dạy và động viên của ông mà cháu đã tự tin và biết cách làm sao để trở thành một cô chủ tí hon ạ. Cháu hứa với ông, cháu sẽ còn tự tin và cố gắng nhiều hơn nữa ạ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và bây giờ tạm biệt các em.